Máy bay không người lái đã ghi lại được cảnh một ngôi nhà đổ sập xuống dòng sông Mendenhall tại bang Alaska, Mỹ sau một trận lũ. Các đợt lũ lụt kỷ lục đã tấn công bang Alaska, bắt nguồn từ vụ vỡ đập ở lưu vực Susai Basin phía trên sông Mendenhall. Ít nhất một ngôi nhà bị phá hủy và người dân trong khu vực phải đi sơ tán. Trước đó, cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ ghi nhận mực nước của hồ Mendenhall đạt gần 4,6 mét vào ngày 6 tháng 8, cao hơn 91 cm so với mực nước kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2016. Giáo sư về kinh tế và quản lý toàn cầu, ông Simon Johnson cho biết, việc trí tuệ nhân tạo, AI, xuất hiện ngày càng nhiều trong đời sống của chúng ta sẽ khiến cho một số ít người được hưởng nhiều quyền lợi hơn so với đa số người còn lại. Sự phát triển của AI cũng là một tiến bộ về công nghệ, giống như phát minh máy cày ở thời Trung Cổ tại châu Âu. Bước nhảy vọt này khiến năng suất của nông dân cao hơn, tạo ra được nhiều nguồn lương thực mới, nhưng phần lớn của cải từ sản lượng mới mà người nông dân tạo ra đều bị những người cai trị sử dụng để xây dựng các thánh đường, các công trình kiến trúc khác. Các nhà kinh tế đều đồng tình rằng điều tương tự có thể lặp lại trong trường hợp của AI, vì các rủi ro và lợi ích từ tiến bộ công nghệ có xu hướng lặp lại, mặc dù chúng đều có những tác động khác nhau lên nhân loại. Ông Johnson cũng nhấn mạnh rằng, dù AI có thể tạo ra những tác động bất lợi, nhưng ông dự đoán rằng giống như nhiều phát minh công nghệ khác, trí tuệ nhân tạo cuối cùng sẽ mang đến lợi ích cho hầu hết mọi người trong xã hội. Quốc hội Ấn Độ đã khôi phục tư cách nghị sĩ cho ông Rahul Gandhi, lãnh đạo Đảng Quốc Đại, INC, sau khi tòa án tối cao nước này đình chỉ việc thi hành bản án đối với ông Gandhi liên quan đến tội xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người khác. Quyết định này cho phép ông Gandhi trở lại nắm giữ cương vị đại biểu quốc hội và tham gia vào cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào năm 2024. Hồi năm 2019, ông Gandhi đã đưa ra những phát biểu được cho là mang tính xúc phạm Thủ tướng Narendra Modi và những người khác mang họ Modi ở Ấn Độ. Sau đó, một đại biểu quốc hội đã đệ đơn kiện ông Gandhi. Theo bản án của tòa án cấp dưới hồi tháng 3, ông Gandhi bị bãi nhiệm tư cách đại biểu quốc hội và chịu mức án 2 năm tù giam. Tuy nhiên, ông đã được tại ngoại nhờ bảo lãnh. Tập đoàn dầu mỏ nhà nước Ả Rập Xê Út Aramco đã báo cáo lợi nhuận ròng trong quý 2 giảm gần 38% trong bối cảnh giá dầu yếu hơn và biên lợi nhuận từ hoạt động lọc dầu và hóa chất mỏng hơn. Lợi nhuận ròng của Aramco đã giảm xuống 112,81 tỷ riyal, tương đương 30,07 tỷ đô la Mỹ từ tháng 4 đến tháng 6 vừa qua, từ mức 181,64 tỷ riyal một năm trước đó. Bên cạnh đó, Ả Rập Xê Út cũng công bố mức thâm hụt ngân sách 8,2 tỷ riyal trong nửa đầu năm 2023, làm tăng khả năng thâm hụt cả năm sau khi nước này ghi nhận thặng dư vào năm ngoái, lần đầu tiên sau một thập kỷ. Trước đó, Aramco thông báo lợi nhuận năm 2022 đạt mức kỷ lục hơn 161 tỷ đô la Mỹ, tăng 46% so với năm 2021 trong bối cảnh giá năng lượng leo thang, lượng dầu bán gia tăng và lợi nhuận của các sản phẩm lọc dầu gia tăng. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất mà công ty này ghi nhận kể từ khi được niêm yết trên thị trường vào năm 2019.